Cập nhật tin tức VOVID âm 19 ngày 28 tháng 4 năm 2020. COVID 19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Đến nay, 212 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có 2 tàu du lịch trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Thế giới, 3.060.412 người mắc, 207.262 người tử vong. Trong đó, Hoa Kỳ, 987.322 người mắc, 55.415 người tử vong. Tây Ban Nha, 226.629 người mắc, 23.190 người tử vong. Italy, 197.675 người mắc, 26.644 người tử vong. Pháp, 162.100 người mắc, 22.856 người tử vong. Việt Nam, 270 trường hợp mắc COVID âm 19. Đến 9 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4, không ghi nhận ca mắc mới COVID 19. Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó, 16 bệnh nhân mắc COVID 19, tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi, giai đoạn 1. 206 bệnh nhân mắc COVID 19, tính từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 28 tháng 4, được chữa khỏi giai đoạn 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin. Hãy like và đăng ký kênh của tôi để cập nhật những video mới nhất.